Hi, xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị trở lại với kênh Haley James Family Cuộc Sống Mỹ Thì quý vị ơi, quý vị nào mới xem kênh của Haley lần đầu nếu thấy thích thì hãy cho Haley một like, đăng ký và chia sẻ nha Cảm ơn quý vị rất là nhiều Và hôm nay Haley muốn chia sẻ đến quý vị về một cái chủ đề mà Haley thật sự muốn cảm gửi lời cảm ơn đến chị à, Chị này tên là Hà Trần mà theo như mình biết thì chị là một khán giả rất là trung thành với kênh của hali thì mỗi cái video hali đăng lên thì đều thấy chị comment rất là hay và hôm qua sau khi mà hali đăng cái clip mà nói về khoai tây khoai ta đó thì hali nhận được cái lời bình luận của chị đó thì chị nói hali là chia nên chia sẻ về cái vợ việt và vợ mỹ À, thì cái chủ đề này nó rất là hay Và nó cũng rất là dễ dàng cho Hayley chia sẻ Thì à, trước khi chúng ta bắt đầu vô vấn đề Thì Hayley xin gửi lời cảm ơn đến chị Hài Trần nha Và à, tại sao Hayley nói rằng rất là dễ để Hayley chia sẻ Bởi vì rằng cái câu chuyện này nó xảy ra chính với ông xã của Hayley Bởi vì như quý vị cũng biết đó Chồng của Hayley đã từng có một đời vợ và anh ấy đã từng kết hôn với người vợ là người Mỹ và sau đó là Haley là người vợ Việt cho nên rất là dễ để chia sẻ về cái câu chuyện vợ Việt và vợ Mỹ <laughs> thì à, quý vị biết không à, chồng của Haley và bà xã cũ đã từng có khoảng thời gian chung sống với nhau 10 năm và sau 10 năm là hỏi chia tay đó quý vị, thì khi mà Haley tìm hiểu ông xã mình đó thì hỏi lý do vì sao mà chia tay như vậy, thì ông xã Haley chia sẻ rằng là trong quá trình chung sống thì ông xã mình là người chịu đựng tất cả và người biết cho đi nhưng mà ông xã mình không được nhận lại và trong quá trình chung sống thì cảm thấy cái tình cảm vợ chồng nó càng xa càng xa dần đi bởi vì là à, chị ấy À, chị người vợ cũ đó, à, mỗi ngày chỉ là lại không thích hung chồng mình nữa và không thích à, làm chuyện ấy với chồng mình nữa. Thì cái cảm giác làm à, mỗi ngày một xa đi thì Kelly hiểu cái cảm giác đó bởi vì mình cũng đã có từng có chồng và mình hiểu cái cảm giác đó rất là nhiều. Và cái người nói chia tay là ông xã mình đó quý vị <laughs> chứ không phải bà xã ổng đâu. Ông xã mình là người nói chia tay với bà xã đó và sau sau khi chia tay thì ông xã quen mình và trong cái khoảng thời gian quen Haley á thì ông xã cứ cứ cái lịch cái lịch đi thăm con như vậy nè quý vị sau khi ly hôn thì ông xã mình về sống với ba mẹ còn cô ấy thì cũng về sống với ba mẹ cô ấy nhưng mà cô ấy được là có hai căn nhà một căn là của ông bà ngoại và một căn nhà của ba mẹ cô ấy thì ba mẹ cô ấy sống riêng và cô ấy và con gái về sống với ông bà ngoại đó và cứ mỗi tuần là cứ vào chủ nhật là ông xã mình đi qua nhà À, của bà xã lớn để thăm à, của bà xã đó để thăm con gái và cứ một tuần sau thì à, cái người vợ cũ đó lại đem con gái về nhà nội lại thăm ông bà nội và thăm à, ông xã mình thì nó cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại trong cái khoảng thời gian đó và sau đó thì à, trong khoảng thời gian đó như thế nào mình cũng không hiểu hết đâu quý vị mình không biết đâu cái lúc đó thì chỉ có là bạn trai mình với ông xã mình là bạn trai bạn gái thôi chứ không có như bây giờ nếu mà như bây giờ thì bất cứ chuyện gì thì cũng phải thông qua hay gì đó thì đến khi đến một ngày chị ấy mới đăng hình bạn trai chị ấy lên facebook thì chị ấy đăng một cái hình đại diện lúc đó trong cái khoảng thời gian mà quen haley thì ông xã của mình có cho haley cái facebook của chị đó à, không có kết bạn chỉ là vô xem thôi thì haley xem rất là nhiều và trong cái facebook của cô ấy là hình như là ít ít khi nào mà à, đăng hình ảnh của vợ chồng con cái lên đó cô ấy chỉ đăng hình đại diện của cô rồi rồi cô đăng những cái khung cảnh đi chơi đi ăn đi uống vậy thôi chứ ít khi nào đăng hình chồng với con lên lắm đó thì đến một ngày thì ông xã mình thấy là cô ấy đăng hình đại diện của cô ấy với bạn trai lên đó thì ông xã mình mới gửi cho mình coi tại vì lúc đó họ vẫn là bạn bè với nhau trên Facebook và họ 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 giống như họ giao dịch với nhau trên Facebook đó thì uh, Hayley, uh, ông xã Haley thấy thì mới gửi cái hình đó qua cho Haley xem thì nói rằng là à, tôi rất là mừng khi mà cô ấy nói tên nha quý vị cô ấy đã có bạn trai hai thì uh, thì khi mà đưa cho Haley coi như vậy á, thì Haley uh, thấy thấy um, dạy cái Haley mới hỏi ông xã mình là như vậy rồi bạn có buồn không thì ông xã mình nói không tôi không có gì buồn hết và sau một ngày đó ông xã mình vừa thấy hình ảnh xong thì ông xã mới post hình ảnh của mình lên đó thì uh, mới đăng hình đại diện của mình với ông xã của mình lên facebook luôn lúc đó là ông xã mình đã về việt nam với mình lần đầu tiên rồi thì um, khi mà cô ấy nhìn thấy ông xã mình có bạn gái là mình và boss hình mình lên à lúc đó là hình như không có boss hình đại diện lên đâu mà là boss hình mình lên thôi boss hình mình lên là nói cái gì ở trong đó đó anh vẫn chẳng để ý nữa thì um, cô ấy mới thấy là ông xã mình có bạn gái rồi và cô ấy đùng đùng nổi giận lên quý vị giận lắm đùng đùng nổi giận lên và cô ấy xóa xóa facebook của ông xã mình đó cô ấy xóa facebook của ông xã mình và cô ấy chặn facebook của mình luôn cô ấy vô được cái nick facebook của mình và chặn luôn mình không có thấy được nữa thì à, lúc đó lúc đó bắt đầu à, đây ông ông chủ chính của của shop mình đây <laughs> ông chủ chính đi chơi ông chủ phụ làm thấy mẹ luôn đó thì à, à, quý vị biết không chặn facebook của mình và xóa facebook ông xã mình luôn hình như chặn facebook của ông xã mình luôn và giận quý vị giận đùng đùng lên luôn và sau đó sau tuần đó thì không thấy đưa con gái tới chơi đó thì ông xã mình có nói chuyện ông xã mình nói rằng là bạn có bạn trai rồi thì tôi có quyền có bạn gái cái vấn đề này là vấn đề tự nhiên tại vì chúng ta đã ly hôn rồi đâu có gì đâu mà phải sợ đó thì đến khi mà à, sau một thời gian thì hai người mới nguôi ngoai lại quý vị thì như hay đã từng chia sẻ là cô ấy là người phụ nữ là chỉ có muốn được về phần mình thôi không có muốn chia sẻ chính vì vậy cho nên là cuộc sống gia đình họ mới tan vỡ quý vị thì đến khi dần 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 cô ấy mới nguôi mới nguôi lại thì cái chuyện đó thì ông xã mình không quan tâm đâu cho đến khi mà ông xã nói là tôi phải đi công tác tôi phải đi làm việc tôi phải đi này kia thì cô ấy nói ok đi đi thôi thì ông xã mình về việt nam có lúc đi công tác ở trung quốc xong rồi từ trung quốc mua vé về việt nam thăm mình luôn rồi cái rồi ổng nói là tôi phải đi Việt Nam thì có hỏi là bạn đi làm việc hả thì ổng nói không tôi về Việt Nam thăm bạn gái của tôi thì cô ấy lại giận đùng đùng nữa đó thì cô ấy không không đưa con gái tới thăm gia đình nội luôn quý vị và sau khoảng thời gian đó Haley cũng không biết tại vì Haley với ông xã kết hôn quá nhanh tại vì trong một năm ông xã mình về lần thứ ba là tụi mình đã tổ chức đám cưới rồi thì uh, tổ chức đám cưới xong thì lo thủ tức tất cả các thủ tục giấy tờ thì khi mà cô ấy biết được rằng là không lúc đó là con gái nó biết rồi con gái nó biết và nó thường xuyên khi mà ổng có nó hai người à, anh nó về nó thăm ổng đó, thì ổng hay điện là kêu nó chào mình rồi mình cũng chào nó hai người nói chuyện ít ít với nhau và mình không biết nói nhiều tiếng anh thế là à, sau khi mà giấy tờ xong xuôi rồi đó thì ổng mới nói với bả là à Haley sẽ đến Mỹ vào ngày đó tháng đó và chúng tôi đã có ngày visa thì cô ấy gửi lời chúc mừng à, cô ấy chỉ có gửi lời chúc mừng thôi và quý vị biết không khi cái ngày đầu tiên mà Haley đến Mỹ và Haley um, ở ở với ba mẹ chồng của mình và cái tuần đầu tiên để đi đến nhà cô ấy đón con gái của ổng uh, về nhà mình chơi để nó gặp mặt mình á thì mình gặp cô ấy nha tại vì thường thường khi đến đón một đứa trẻ là là người lớn trong nhà nhất là người có người mẹ trong nhà thì phải dắt đứa trẻ ra trao tận tay của người cha và người cha dắt con lên xe sẵn sàng rồi thì người mẹ mới đi vô nhà đó là cái trách nhiệm của người cha người mẹ bảo vệ đứa con nít thì quý vị biết không khi mà Haley đọc được cái tin nhắn đầu tiên mà ông xã mình nói rằng là À tôi sẽ đi đến um, tôi và Haley và Lucas là con trai của mình sẽ đi đến đón Chigan là đi đón con của ổng. Thì uh, bắt đầu uh, bà mới nói rằng là uh, tôi thật sự lo lắng. Haley đọc được cái tin nhắn ổng đưa cho Haley đọc. Tôi thật sự lo lắng bởi vì tôi không biết Haley và Lucas như thế nào. Tôi lo lắng cho con gái của tôi không được an toàn. Đó, bà nói cái câu đó làm cho mình đau lòng quý vị mình đau lòng luôn á bởi vì Haley biết chắc chắn là 90% là bả có lên trên mạng đọc về cái vấn đề mẹ ghẻ con chồng đó thì tất cả những người mà như quý vị nghe ở Việt Nam mình nghe mẹ ghẻ con chồng nghe hết hồn không <laughs> thì bả sợ bả sợ điều đó mà khi ông xã mình đưa cái tin nhắn cho mình đọc thì mình đau lòng mình buồn ra mặt luôn và ông xã mình nói không sao đâu đôi khi còn mới quá người ta chưa hiểu mình thì cố gắng làm sao để cho người ta hiểu mình hơn và khi mà mình đến đón chi gần đến đón con của thì mình gặp mình chào bà cũng chào thôi bà cũng chào một cái cách gọi là chào phớt lờ thôi quý vị mà cái ấn tượng đầu tiên mình gặp bà là bà to khổng lồ như vậy nè quý vị heli thì chút xíu một mét mốt bà thì hả phải mét tám mà bà to đùng như vậy nè người phụ nữ mỹ thì quý vị biết rồi họ to cao thì đến khi mà Haley gặp gặp Haley hết hồn ngồi trong xe nhìn ra thôi là thấy hết hồn và sau đó Haley đi vô đi vô nhà để để dắt con con gái ra thì Haley chào thì bà chỉ có chào lại một cái cách phớt lờ thôi quý vị và sau đó Haley bị buồn bị buồn chứ và mình cũng biết thân phận của mình là vợ hai thân phận của mình là mẹ rẻ thì mình phải sống làm sao để cho nó không bị mang cái tiếng là mẹ rẻ đó thì sau đó tại vì con 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 gái của ổng nó là con gái mà nó nó là con gái tây gái mỹ nữa quý vị nó không có khe cái vụ mà mẹ ghẻ con chồng hay là cái gì đâu nó chỉ có nhìn thấy là cha mẹ nó hạnh phúc vui vẻ là nó vui thôi chứ nó không có cái tính là um, cái gì nghe ba mình có vợ mới rồi nó buồn nó sốc nó lo nó lắng gì đó không có mình không nhìn thấy từ con gái của ổng đến khi mà gặp nhau rồi nói chuyện rồi chơi bờ chơi dụa giỡn thì chính con gái của ông xã mình là người dạy cho mình chơi những cái trò chơi ở trong công viên. Đó, nó gần gũi với mình một cách lạ kỳ quý vị. Và sau đó nó hướng dẫn cho mình mặc đồ. À, nó kêu là Heli mặc đồ như vậy như vậy như vậy. Rồi sau hai ba lần gặp nhau thì nó nói là tôi có thể kêu bạn bằng mẹ được không? Con gái của ông nó nói mình vậy tôi có thể kêu bạn là mẹ được không? Thì Heli Trời mừng mừng rơi nước mắt các quý vị bởi vì là người lớn họ không hiểu nhưng mà con nít nó lại hiểu đó cái là healy uh, rất là mừng kêu ôi giá giá trời mừng lắm cái đến khi mà nhưng mà hai đứa nhỏ vẫn chưa thân nhau bởi vì là nó là con gái mà nó con gái ở đây nó nó đổng đà đổng đảnh quý vị nó có giá còn con trai của mình là phải giống như phải phục tùng á phải đi theo phục tùng á và cái thứ vấn đề quan trọng nhất là con mình chưa nói được nhiều tiếng anh chưa nói được tiếng anh đó thế là thế là nó hai đứa có khoảng thời gian là nói chuyện ít 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 với nhau nhưng mà con gái nó rất là mến mình và từ đó đến nay nó kêu mình là mẹ đó thì À, sau những cái lần mà như vậy thì tới ngày chủ nhật mình đi đón thì bà chỉ có hello rồi bà vợ cũ á bà chỉ có hello rồi chào rồi đưa đi ra rồi bắt đầu đón về là cứ đưa như vậy thôi cho đến một ngày thì bà chính bà là người hỏi ông xã của mình số điện thoại của mình và ông xã mình hỏi mình là bây giờ uh, cô ấy muốn nói chuyện với bạn cái gì đó tôi không biết cô ấy xin số điện thoại của bạn thì uh, heo mới nói nói là ok thì bắt đầu cô ấy mới nhắn tin uh, bà vợ cũ nhắn tin cho bà vợ mới <laughs> cô ấy nói rằng là tôi xin lỗi uh, những ngày đầu tôi không có uh, thật sự tôi không có ấn tượng với bạn bởi vì tôi không tôi tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là Brand là ông xã mình đó là sẽ kết hôn với người châu Á. À, tôi xin lỗi vì những ngày đầu tôi không có thiện cảm với bạn. Nhưng mà trong quá trình trong cái khoảng thời gian mà con gái tôi tiếp xúc với bạn và bạn cũng rất là thân thiện với lại con gái của tôi thì à, tôi thật sự mến mộ bạn và chúng ta bây giờ là bạn. Đó. Khi chúng ta bây giờ là bạn, trời, Haley đọc xong cái Haley nói là, trời ơi, mày không thích tao chưa chắc gì tao thích mày. <laughs> trong bụng Haley nói như vậy nhưng mà Haley vẫn trả lời bình bình thường Haley nói rằng là à, khi tôi yêu Ren khi tôi quen ông ấy khi tôi yêu ông ấy và tôi xác định là vợ ông ấy thì đương nhiên bạn là bạn của tôi bạn là bạn của bây giờ bạn là bạn của ông xã tôi thì bây giờ bạn cũng là bạn của tôi đó Haley nói như vậy và sau đó quý vị biết không Haley không hiểu lý do tại sao mà bà lại nói xin lỗi mình và bả lại nói một cái cách ngọt ngào với mình làm cho Haley nghi ngờ. Nhưng mà khi xét lại thì Haley không có cái gì mà nghi ngờ hết bởi vì là trong những lần mà con gái của bả tới nhà mình chơi. Mình rất là nhẹ nhàng, mình rất là đàng hoàng và mình chải tóc, mình cột tóc cho nó và mình lấy quần áo chỉnh chu quần áo cho nó và mình nói chuyện với nó trong cái cái cái, cái trong cái khoảng thời gian đó đó quý vị thì à, con gái của ông đến nhà mình chơi và mình luôn luôn làm chăm sóc cho nó mình chải tóc chải tay chỉnh chu quần áo cho nó và năm năm mình qua đây thì nó 9 tuổi năm nay nó 10 tuổi thì con gái nó 10 tuổi đó quý vị nó phát triển cơ thể rồi quý vị con gái mỹ này nó phát triển nhanh đó nó phát triển cơ thể rồi và mình chỉ cho nó cái cách vệ sinh cá nhân và mình chỉ cho nó là nên mặc áo 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 ngực ở trong á áo áo lá dành cho mấy đứa nhỏ đó rồi nên vệ sinh cơ thể như thế nào đó là Haley chỉ hết và chính vì như vậy cho nên là nó nó càng ngày nó càng quý mình hơn bởi vì mẹ nó không dạy nó cái điều đó mẹ nó luôn luôn nghĩ là nó là con nít rồi nó còn nhỏ nó là baby rồi nó chưa có lớn này nọ kia nhưng mà thực tế là nó đã phát triển ngực rồi và nó đã phát triển cơ thể rồi mới có một năm mà nó đã cao hơn Haley rồi và tướng của nó to hơn Haley rồi quý vị thì uh, khi mà bà thấy nó khác lạ như vậy đó thì bà hỏi là ai làm điều này cho nó rồi ai dạy cho nó này thì nó nói là Haley Haley chỉ cho tôi này Haley chỉ cho tôi kia Haley nói này kia cho tôi thì bắt đầu bà mới có ấn tượng với Haley về cái vấn đề đó đó sau những lần mà Haley đi đón nó Haley với ông xã với con mình đi đón nó thì bà ra bà ôm bà chào hỏi rất là nice rất là nice và Haley bất ngờ điều đó và đến đến một ngày bà mới gợi ý với Haley như vậy nè à lucas là con trai mình à rất là ngoan à tôi muốn là tạo cho à, hai đứa trẻ nó có một cái không gian riêng là hai đứa nó có một cái không gian uh, chơi 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 um, kiểu như đi chơi á chơi, chơi chơi riêng đó thì um, haley ok thôi tại vì trong cái khoảng thời gian mà con haley đi vô trường học thì con haley đã nói nhiều tiếng anh rồi và tới bây giờ là rành tiếng anh rồi cho nên là có thể nói chuyện rất là uh, ok và con gái của ổng thì nó lại thích chơi với con của mình bởi vì con mình nó rất là hiền mà nó nó rất là đàng hoàng và nó rất là nhường nhịn đó thì uh, cái bả mới gợi ý như vậy và Haley, ok thôi thì tụi nó tới nhà mình chơi thì cũng bình thường thôi và sau những lần những lần mà bả nhìn ra được mình là người tốt, mình là người chăm sóc con bả tốt, không phải là chăm sóc gì quá nặng nề, cơm bưng nước rót đâu quý vị, không có cái vụ cơm bưng nước rót mà là tại vì con nít Mỹ ở đây là nó sống cái kiểu tự lập, nó muốn nước nó lấy nước nó uống, nó muốn ăn là nó nói, ờ à, đói quá có gì cho nó ăn không, mình nói, ờ à, đồ ăn kia là nó tự lấy tự làm nó ăn, đó rất là dễ, thì à bà mới 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 xin mình là cho con mình tới nhà bà chơi đó quý vị thấy không thì cho con mình tới nhà bà chơi mình cũng ok luôn đó là con mình đến nhà bà chơi thường xuyên như vậy cứ tuần này mà mà con bé nó không về nhà mình thì con trai mình tới nhà bà chơi thì tới nhà bà chơi hả rồi bà cũng mua đồ ăn trưa ăn tối cho tụi nó bà chở tụi nó đi ăn kem ăn chè ăn cháo gì đó cũng cũng chở đi như vậy cũng đi chơi vui vẻ như vậy quý vị đó là cái quan hệ giữa vợ Việt và vợ Mỹ nó khác nhau. <laughs> không biết hề ly kể cái 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 này ra nó có đúng chủ đề không, nhưng mà nó là như vậy đó. Cái cái um, cái mối quan hệ giữa vợ Việt và vợ Mỹ là như vậy đó quý vị, tại vì lần đầu họ không biết à họ rất là nghi ngờ về mình. Mình cũng hiểu được điều đó. Nhưng mà đến khi họ hiểu được mình rồi là bắt đầu họ thể hiện như vậy và quý vị thấy không cứ đó hôm nay là con mình đang ở nhà vợ cũ ổng đang ở nhà chơi đó rồi có hôm thì nó ngủ lại luôn quý vị có hôm là tay sách nát mang qua nhà nó rồi bà cũng sắp xếp phòng ốc cho tụi nó ngủ ngủ xong sáng dậy con mình vẫn đánh răng tắm rửa mặc đồ xong xuôi rồi bà trở về nhà mình hoặc là mình đi đón đó vậy đó rất rất là thân thiện và rất là mình cảm giác như là họ rất là đàng hoàng đó quý vị Ừm cho nên nó là là Haley um, rất là an rất là là làm giống như là mình cảm thấy an toàn á bởi vì là mình biết biết cái cách tại vì á rất là nhiều người họ nghĩ rằng là vợ lớn vợ nhỏ và người này người kia thì có phần lép dế có phần sợ sệt nhưng mà Haley bình thường người ta không thích mình thôi đúng không còn nếu như mà người ta không thích mình vì lý do gì thì mình phải thể hiện cho họ thấy rằng cái lý do của mày không thích tao là không đúng thì mình phải thể hiện cho họ thấy là vô nghĩa đến khi mà họ nhìn ra được thì họ quý mình hơn đó quý vị thấy không đó thì tới tới ngày sinh nhật của con mình thì bà bà ghi một cái tấm thiệp và bà gửi vô đó hai chục đô <laughs> bà nói bà không có biết mua quà gì cho con trai hết thì bà tặng cho con trai 20 đô để con trai mua quà đó quý vị thấy không đó là cái mối quan hệ rất là 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 hay luôn á và à, ông xã của mình cũng rất là vui à, vui thôi tại vì ông xã mình biết mình là khéo trong cái cách mà à, giao tiếp là người ta không thích mình thì thì từ từ người ta thích còn nếu như người mà thật sự ghét mình thì mình ghét lại hay vậy đó mày không thích tao tao không thích lại à? nhưng mà nếu như bạn không thích tôi vì lý do gì thì tôi sẽ lấy cái lý do đó làm cho bạn thích tôi đó là cái cái mà cái cách sống của Haley đó Đó là cái mối quan hệ giữa vợ Việt và vợ Mỹ Thì nếu mà nói sâu xa hơn về cái cách sống với vợ Việt và vợ Mỹ Thì có lẽ ông xã mình chia sẻ nó hay hơn Tại vì mình chia sẻ theo cái chiều hướng là mình um, là người vợ sau mà là người việt còn vợ trước là người mỹ thì giữa vợ việt và người mỹ nó có cái mối giao thương như thế nào thì haley chỉ có chia sẻ uh, nhiêu đây thôi còn uh, về cái vấn đề mà trong cái cách cái cách sống á, thì giữa vợ việt và vợ mỹ thì cái điều này làm để ông xã mình chia sẻ nay hơn để mình cố thuyết phục ông xã của mình lên clip Chứ ông xã của mình rất là ngại lên clip quý vị Ông xã mình ngại lên clip bởi vì ông xã mình nói rằng là Ông không có tóc nè, ông bị hói đầu, ông mập nè, ông rất là xấu Ông lên ông sợ bị người ta chửi <laughs> Cho nên là không có dám lên Đó là hôm nay Haley kể cho quý vị nghe theo cái chủ đề của cái chị à, Mà khán giả trung thành với cái kênh của Haley Và chị đó hỏi về à chia sẻ về vợ Việt và vợ Mỹ đi thì à um, Haley chia sẻ được những cái mà Haley trải qua và những cái nhìn nhìn thấy từ người Mỹ với người Việt. Còn vấn đề mà cái cách sống với người Mỹ nó với người Việt nó như thế nào thì có lẽ ông xã mình chia sẻ hay hơn đó Thì video hôm nay Hailey tạm dừng nha, nó cũng hơi dài dài rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều khi mà xem ha video của Hailey. Nếu quý vị có bất cứ cái chủ đề nào quý vị cứ có thể comment để Hailey nghiên cứu. Nghiên cứu nếu có thể mình chia sẻ được thì mình chia sẻ. À, nếu mà trong tầm tay của Hailey hoặc là trong tầm ngắm tầm gia đình của mình mà đã từng trải qua thì Hailey sẽ chia sẻ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.